Vâng, quân bên phía Ninh Bình đẹp, quân bên phía của Thanh Hóa Quảng Hưng cũng rất đẹp. Nhưng bên này dường như là cung tuyển nhiều hơn, còn bên Thanh Hóa Quảng Hưng sẽ là chém tuyển nhiều hơn. Hit tiêu chim sẻ như vậy, cuối cùng thì anh cũng đã thoát ra khỏi kiếp chó gà cá. Nhưng bãi quả thì nó là bãi quả đồi. Bãi quả đồi dành cho chim sẻ. Vâng, đây là bãi quả đồi chặt. Vâng, đóng để làm sao ăn được cả hai bên cùng một lúc. Xin chúc mừng game thủ chim sẻ. Có lẽ là trưa nay ông bầu của Tiên Định Bình phải đưa chim sẻ đi ăn tiết canh ngay. Ăn tiết canh ngay lập tức chứ không thì để cho nó như thế này được. Đen quá, chiều nay mà đánh ngược vòng. Chiều nay nếu như vòng bảng kết thúc nhanh, mình nghĩ rằng cái câu chuyện mà để đánh luôn vòng loại trực tiếp là hợp lý. Và ngày mai chỉ còn 8 đội thì là đẹp nhất cho một giải đấu. Còn đâu, đấy là quan điểm của mình thôi. Còn quyết định của ban tổ chức giải ra làm sao thì đó lại là chúng ta cần phải chờ đợi. Quả phụ dành cho game thủ chim sẻ. Bên này có một xe tới từ màu 6 từ Dragon. Chim sẻ cầm Hitty. Roman tới từ Phúc XK. Và cuối cùng đây là Roman nữa tới từ Ninja Cận Thị. Vâng, sẽ rất khó để bật cam của game thủ. Nếu các bạn muốn xem cam thì trừ khi ban tổ chức có cái máy quay camera cho lên kênh nào riêng chỉ quay không khí hội trường thôi. Chứ còn thì các bạn phải hiểu rằng 40 đội cam thì phải là máy cái quay chuyên nghiệp chứ cam nào được. Mà bây giờ là có 4 phòng, có 5 phòng bình luận dành cho giải đấu này. 4 phòng bình luận cho giải đấu này. Biết bao kênh quay phát thì phải có cái thiết bị cơ. Thiết bị xịn thì mới nối được vào một trong những cái máy nào đó cho lên kênh. Không phải khó. Vâng, Nghệ An nó đánh mấy vòng rồi đấy. Vâng, ngồi bên cạnh mình đang là đại lý Gcoi Hà Jin, vợ của ngôi sao trong ngày hôm nay gần núi đang giúp cho Bắc Giang. Nhiều khả năng sẽ nhất bảng của bảng H để lọt vào vòng loại trực tiếp trong ngày hôm nay. Vâng, các bạn hãy cố gắng lên các group hoặc là các fanpage để cập nhật nhiều hơn về kết quả của các trận đấu đi. Tại vì là thực ra mình rất là khó để cập nhật cho các bạn được. Theo thông tin mình nhận được thì 9X không còn chơi chế nữa rồi. Bắc Ninh của BB mình nghĩ là nhiều khả năng sẽ lọt qua vòng bảng một cách dễ dàng thôi. Vĩnh Phúc thì cũng dường như cũng chắc chắn lọt qua vòng bảng rồi. Có rất nhiều những team truyền thống trong giải năm nay. Vâng, nếu như Bắc Giang, cơ hội của Ninh Bình nhất bảng không phải là không còn, nhưng mà khó tại vì Bắc Giang đã thắng Ninh Bình rồi. Vâng, có lẽ là bầu của Ninh Bình cần phải điện gấp của vâng điện gấp hoặc là tìm một quán nào đó người Ninh Bình đang bán dê ở trên Hà Nội
Bảo mang ngay trụ bát thức anh dê đây cho đội Ninh Bình này, phải giải đen ngay trong trưa này, chỉ đánh vòng loại trực tiếp thôi. Chứ đánh vòng loại trực tiếp mà kiểu như này gặp team Ehe là có khi oảng đấy. Đang dự đoán là sẽ gặp team Ehe, vì là nhì bảng H sẽ gặp nhất bảng F, mà team của Ehe lại đang thắng team Thái Bình 1. Vì vậy là tỷ lệ gặp team Ehe là cao. Team Ehe thì có Tiểu Màn Thầu, có Ehe và thêm hai game thủ nữa thì mình chưa được biết. Vâng, tiếng game thì buổi chiều mình sẽ cố gắng để reset lại máy của game thủ, sau đó mới có tiếng game, vì ở trên này hôm nay nó đông quá, bây giờ reset sợ bị ảnh hưởng, thành ra là không có tiếng game. Vâng, có một bạn đang nhắc mình là team Tuyên Quang có đánh không. Mình đang nhìn lại trong bảng danh sách này thì có Sơn La, Hưng Yên, Xuân Mai, Thanh Hóa, Nha Trang, thành phố Thái Bình, Hà Đông, Ứng Hòa, Hà Nội, Thăng Long. Hình như không có Tuyên Quang tham dự giải. Không có Tuyên Quang tham dự giải, một điều rất đáng tiếc, mà lại còn có cả Cao Bằng đánh mà lại không có Tuyên Quang. Quảng Ninh, Cao Bằng có đủ, Bắc Ninh có đủ. Như vậy là rất đáng tiếc là không có team Tuyên Quang, có vẻ như là người ta chỉ nhắc đến Tuyên Quang ở cái mục phụ nữ thôi thì phải. Vâng, trẻ thái gái Tuyên thôi chứ còn thì không thấy ổn. Vâng, quay trở lại trận thi đấu này thì Seang đang chém tương đối sớm game thủ Dragon. Seang đang đối đầu với Pơ. Seang đối đầu với Pơ. Pơ là của bầu 1. Vâng, Pơ gặp khó trước người cầm Seang rồi. Seang đang chém tốt và đã có một nhà phù thủ. Đang có một nhà phù để thủ. Và cũng đã có được 5-6 cái ruộng. Như vậy là tương đối ấm rồi. Cánh bên này thì sao? Đây là Ninja cũng đang chém vào nhà màu 3 ổn. Tham 30/36 ổn quá rồi. 28 của người đi dâng L và chém thẳng trong cánh. Chim sẻ chỉ việc ngồi sắp dần. Tỷ lệ thắng là quá cao dành cho team Ninh Bình. Và Ninh Bình sẽ có một cái hiệu số, đó chính là 2 trận thắng và 1 trận thua. Sau 3 loạt trận thi đấu, 2 thắng 1 thua, tỷ lệ nhì bảng cao rồi. Như vậy là sẽ có thể lọt được vào. Vào và quan trọng là gặp ai và chiều nay có đen không. Đen hay đỏ ở đây đó chính là quân của chim sẻ là quân gì, và vị trí sắp xếp ra làm sao thôi. Với một giải đấu như thế này, khi top 1 đi đánh cộng cùng với những game thủ ở tỉnh, thì cái game thủ top 1 cầm quân gì là điều nó ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả. Cứ cho Son, Greg với Katha thì rất khó cõng. Kiểu đi cõng tạ như này thì quân nó phải đẹp cơ. Và phải thường là, ví dụ như là, ví dụ nếu cũng có là chém thì nó phải là chém IA này, chém Pan này, rồi kiểu những quân chém mới có khả năng là phát triển và gây đột biến. Pơ thì thật là cho top 1 cầm Pơ mà đi cõng tạ thì tôi thấy là nó hơi tù. Bởi vì là bạn mà cầm Pơ thì kiểu gì bạn cũng fit dân. Top 1 mà đi cõng tạ thì nên cầm IA là đẹp nhất. Xong là Pan. Còn mình không nói những cái quân cung, nếu mà được cầm chém hoặc là Roman cũng được đấy, thì còn cõng được. Thế còn thì cầm những cái quân cho Son, Greg với Katha nó khó. Vâng, tham lại đẻ lắm rồi. Sẻ tham 44 chỉ ngồi ăn và sóc dân thôi, chả phải làm gì cả. Không phải làm một cái gì dành cho game thủ chim sẻ. Còn đây là tham 36 tới từ người cầm Roman đi dâng L. Đây là tham 37 tới từ người cầm Roman đánh chém đầu cánh của Ninja. Quay trở lại với người cầm Seang, tham lai 43 và bắt đầu chém vào nhà thứ 3. Màu 1 rồi, màu 4 rồi và bây giờ là màu 2. Nhưng vẫn chưa đục được. Màu 2 cũng đang khung tương đối đẹp. Nhưng quan trọng là sẻ đang ngồi toàn dân, sẻ đang đánh theo kiểu núi rồi. Một con cung đờ gọi là đi bắn vớ vẩn thôi. Các nhà chém tham vẫn đang ổn, vẫn là 36, vẫn là 39 và Seang vẫn là 4x. 3-0 sẽ dành cho team Ninh Bình trong cuộc đối đầu với Thanh Hóa Quảng Hưng.
Vâng, đơn giản như các bạn Thanh Hóa Quảng Hưng này thì cũng có thể có một số bạn ở Thanh Hóa ra, cũng có thể có một số bạn sinh sống và làm việc trên Hà Nội ấy luôn thì đến tham dự giải. Đơn giản là họ muốn hưởng cái không khí, họ muốn gặp những thần tượng của mình, vậy thôi. Chấm dứt, còn kết quả có thua hay không thì không quan trọng lắm. Vâng, Seng đang cố gắng quấy rối nhà của Phonesian. Chứ còn thì Tuân Lao vừa rồi thì nếu top 1 thì người ta sẽ không lao, vì người ta muốn giữ lượng lạc đà đông và chờ cung G để đi ốp cùng, chứ họ sẽ không thiêu kiểu như vậy. 6-7 trên 7-6 thành con sẻ, các nhà chính đang bung dần quá khủng khiếp. Vâng, lúc đấy bị G núi ngồi gãi, bây giờ lại ngồi giật cá chén tớt lại gãi lại các team khác. Rất thâm nhỏ. 40 tới từ người cầm Roman dâng L và dường như đang vẽ ruộng tại nhà mình. Màu 4 thì như đang vẽ ruộng tại nhà mình thì phải. Dâng L vẽ ruộng tại nhà dành cho màu 4. Pha vẽ tốt tới từ Phúc XK. Còn đây vẫn là một bài chém thủ tương đối tốt. Màu 2 cũng đã đẩy một tấn công nhưng không làm gì được Ninja. Và anh vẫn đang nói chung là khỏe hơn màu 3 rất nhiều. Người dường như cũng cầm Persian hoặc Babylon gì đó. Sẻ tham 91-92 đập nhà ca để bo nhà. Và ăn cùng một lúc hai bãi vàng, đập tiếp nhà ca nữa để bo nhà. Lại là một cái nhà chính vâng. Nó vẽ nó màu mè thế nhờ cái ông sẻ này. Tham lai là 9-1 rồi và 3-0 cho Ninh Bình. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Dường như đối thủ tiếp theo, đối thủ cuối cùng của team Ninh Bình sẽ là team Hưng Yên.